Rồi bắt đầu tụi con nghe được gì nói cô nha. Dạ. Ok cô. Rồi. Rồi con nghe được gì nói cô nha. Hồi. Hồi. Hai, 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 hai. Rồi tụi con nghe nha. Ghi đẹp nha. Ghi đẹp và đúng. Con viết xong rồi. Rồi giỏi quá. Hai nhanh thế. Tiếp theo. My name's Peter. My name's Peter. Đúng rồi. My name's Peter. 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 Xong rồi. Giỏi quá. Đợi mang một chút con ạ. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. Cô ơi, cô, nhà con có đi mi đi đám cưới ba mẹ con á. Ừ, bây giờ Peter viết làm sao đây? Cô sẽ giúp tụi con. B-E-B-A T-E-B-T-E-T Huyền. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. Rồi xong con. Xong rồi. Giỏi quá. My name's Peter. Rồi tiếp theo. Giống mai sao vậy? My name. My name đây con ơi. My name Peter. Để cô viết nguyên câu cho con nào. My name vừa lại đã copy rồi. Đã copy và con đã thuộc rồi. My name's Peter. Nghe hơi nhiều. Anh con hơi điếc bảo tí. Rồi con viết lại đi. My name's Peter. My name's Peter. Rồi Mila viết được không con? Dạ yeah, con lỡ ghi con lỡ ghi hai từ my name's Peter rồi. Không sao con ơi, không sao. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. Rồi, Tony xong rồi. My name's Peter. My name's Peter. My name's Peter. Rồi, my name's Peter xong rồi. Tụi con xuống dòng nha. Xuống dạ. Ok. Peter. Ôi, con có tin vui ạ. À? Tin vui gì vậy con? Tại con hôm nay chủ nhật thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật con được họp bàn chó. Học gì? Họp bàn chó. À bàn mới chứ gì? Không phải, cái này nè con gấu bàn chó này. À con gấu bông hả? Dễ thương quá. À. Con thấy con mua ở Lotte Mart á cô. Ừ. Rồi rồi tập trung học đã nào. Rồi con xuống dòng nào nghe xem mà bạn nói gì đây. Hello Peter. Hello Peter. Rồi tụi con ghi vào. Tụi con ghi vào nào. Hello Peter. Hello Peter. Hello Peter. Đã xong rồi. Hello Peter. Giỏi quá. Đợi các bạn con ạ. Con biết chữ À, con biết hello Peter chưa? Mila, con biết hello Peter chưa? Dạ. Con chỉ biết đến chữ hello thôi chứ con không biết chữ ấy. À, chữ Peter là tên của bạn đây cô viết cho. Ủa hey, cô Peter. Viết cop là
Cô ơi, Verkhov là cái gì vậy cô? Nào Peter, nào Peter nào. Hello Peter. Hello Peter. Hello. Hello Peter. Hello. Ôi cô. Bấm vào, Peter bấm vào. Hello Peter. Rồi, xong chưa tụi con? Nó xong rồi. Ờ xong rồi. Rồi, tiếp tục. My name's Nam. My name's Nam. Rồi. My name Nam. À, my name's Nam. My name nhớ phải có phải S nha. My name's Nam. My name's Nam. Xong my rồi. Name's Nam. Cô ơi cô, mấy con my name's Nam. Chúng mày đi tự name's Nam. Rồi, my name's Nam. Xong chưa tụi con? Chưa. My name's Nam. Vẫn chưa hết pin đâu. My name's Nam. Xong chưa tụi con? Xong rồi. My name's Nam. My name's Nam. Rồi, má cũng xong. Đợi bạn Mila một chút. My name's Nam. Bạn Mark theo my name's Nam. Trước theo con à? Ừ. My name's Nam. My name's Nam. Rồi Mila ơi, ôi, cô có nhạc gì cho con nghe không cô? Đang nghe chép chính tả lại còn có nhạc nữa là sao? Rồi cô yêu. À. I'm Linda. I'm Linda. Rồi tụi con nghe được gì? I'm Linda. À, nhớ xuống dòng nha tụi con. I'm Linda. I'm Linda. I'm Linda. Linda biết viết chưa tụi con? Được rồi. Con viết xong rồi. Con chưa biết viết chữ Linda. Đây Linda đây này. Mark ơi. Linda. I'm Linda. I'm Linda. I'm Linda. Ui, sáng chứ. I'm Linda xong chưa tụi con? Đã xong rồi. Giỏi quá. Mila viết nhanh quá. I'm Linda. I'm Linda. Rồi bây giờ tụi con ơi, nghe câu tiếp theo nào. What's your name? Không biết là... What's your name? What's gì? What's your name? Rồi, tụi con ghi vào. What's your name? 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 Xong chưa tụi con ơi? Con xong rồi. À, không cần xuống dòng con ơi. Viết tiếp theo. What's your name? 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 Nhớ chữ what sẽ có phải S nha tụi con. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Cô vườn mít tại sao có mấy bạn là có thao tác khác. Rồi bây giờ tụi con nghe lại nguyên câu xem đã đúng chưa nào. I'm Linda. What's your name? Rồi tụi con đã ghi đầy đủ hai câu này chưa? Con đầy đủ hai câu rồi à. My name's Mai. My name's Mai. Rồi. My name's Mai. Rồi con ghi vào. My name's Mai. My name's Mai. My name's Mai. My name's Mai. My name sẽ có phải S nha tụi con. My name's Mai. My name's Mai. My name's Mai. My name's Mai. What? My name's Mai.
Em của ai nói biết nói tiếng Anh? My name is Mai, xong chưa tụi con? Biết xong rồi ạ. Rồi giỏi quá. Tiếp theo xuống dòng đi tụi con ơi. Còn 2 phút nữa đến 10 giờ là hết giờ. Rồi tiếp theo tụi con nghe được gì nói cô nha. I'm Lynn. Con nghe thấy. Em gì? Em Linh. Đúng rồi, tụi con ghi vào em Linh. I'm Lynn. Giỏi quá. I'm Lynn. I'm Lynn. Rồi tiếp theo nào các bạn ơi, tiếp theo nha. Em Linh. Em Linh xong chưa con? Cô biết đáp án của con cô. Em Linh chưa? Rồi câu tiếp theo. What's your name? What's your name? Tụi con viết vào. What's your name? Hello, Lynn. My name's Peter. Nice to meet you. 2. Hi. What's your name? Xong chưa con? What's your name? Yeah. What's your name? Xong rồi. Giỏi quá. What's your name? Cô. Rồi tiếp theo con ơi, tiếp theo. Hello Lynn. Rồi, hello Lynn, tụi con ghi vào. Xuống dòng. Hello Lynn. Hello Linh chưa? Hello Linh. Hello. Cô con kẹo chua quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy nó mới tỉnh táo để học được. Hello Linh chưa tụi con? Hello. Cô ơi, quả ớt giúp mình để làm gì? Đã mình ăn để sắc mắt. Rồi tiếp theo nào tụi con ơi, hello Linh rồi. My name's Peter. Rồi giỏi lắm, con ghi vào. Các quỷ nhân nào ăn ớt cho tỉnh táo? My name's Peter. Rồi con viết vào đi. My name's Peter. My name's Peter. Trời ơi, kẹo giống như mùi của nước sủi á. My name's Peter. Rồi, Tony xong rồi. Rồi, Mark và Mila xong chưa? My name Peter xong chưa? My name's Peter. Tiếp theo. Nice to meet you. Rồi. Con nghe được gì nào? Nice to meet you. Đúng rồi, tụi con ghi vào. Nice to meet you. Đúng rồi. Nice to meet you. Tony không biết à?
Nice to meet you. Con biết xong rồi. Con biết xong rồi. Lạ quá. Nice to meet you. You meet you. Nice to meet you. Cô biết à? Cô biết bấm bấm hiệu ứng màn hình năm cô. Cô không biết con ơi. Con biết bấm hiệu ứng màn hình mà. À, giỏi. Nice to meet you. Nice to meet you. Cô hôm nay học bài giải. Sắp xong rồi. Nice to meet you. Xong chưa tụi con? Sắp xong rồi bạn bác ơi bác. Rồi bây giờ con nghe câu tiếp theo nha. Còn mấy câu nữa thôi. Dạ. Ơi. Hi. Bài bay là cô. Hi. Hi, tụi con ghi vào nào. Hi. 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 Rồi, câu tiếp theo. My name's Nam. My name's Nam. Rồi, con nghe được gì? My name Nam. Đúng rồi, my name's Nam. My name's Nam. My name's Nam. My name's Nam. Cô ơi, cô. My name's Nam. Cô biết gì cho Minh ở nhà bà Nga học online bằng Zoom không? Không, tập trung học đi nào, chút xíu mới nói chuyện sau con ơi. Dạ. Ừ. Tony viết nhanh quá. My name's Nam. My name's Nam. My name's Nam. Rồi xong chưa Mark ơi? My name's Nam. Cô ơi con ngứa nách lắm. Bây giờ cũng nói được nữa à. Không học được hả? Xong rồi tiếp theo, câu tiếp theo. What's your name? What's your name? Rồi. Rồi, tụi con ghi vào. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Không có xuống dòng con ơi, viết liên tục luôn. What's your name? What's your name? Xong rồi, Tony, xong rồi. What's your name? Viết tiếp. What's your name? What's your name? Sao con? Xuống dòng à? Không có xuống dòng, viết tiếp, viết tiếp. What's your name? What's your name? Cô con biết xong your rồi. Name? Rồi, Tony giỏi quá. What's your name? What's your name? What's your name? Vừa viết vừa nhẩm đọc luôn tụi con ạ. À. What's your name? 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 Your name. Câu tiếp theo. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Rồi. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Rồi. Giỏi quá. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Hello Nam. Rồi tiếp theo. I'm Linda. I'm Linda. Em gì? I'm Linda. Giỏi lắm. I'm Linda. I'm Linda. No. I'm Linda. Rồi, I'm Linda xong rồi. Rồi mát một chút con ơi. Dạ. I'm Linda. I'm Linda. I'm Linda. Rồi, bạn I'm bạn Linda. Đóng tiền luôn. Linda, I'm Linda, xong rồi, tiếp theo cái câu cuối cùng nào. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Đúng rồi, giỏi quá, tụi con viết vào. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Ôi ơi, con viết nice xong to rồi. Meet you. Rồi, con giỏi quá. Rồi, bác với lại Mila một chút. Dạ. Xong rồi. Rồi, các bạn đều xong rồi. Chút xíu tụi con chụp hình gửi cho cô nha. Dạ, con tôn lệnh cô. Cái gì? Cái gì, Tony? Tôn lệnh cô. Con nó nói làm cô hết cả hồn nha. Và bây giờ mình sẽ đọc sơ qua bảng chữ cái trước khi nghỉ nha. Cái bảng chữ cái này